chào tất cả các anh chị và các bạn. Hôm nay mình đi vắng nên ba bố con sẽ đi ăn quán. Và tí nữa các bạn sẽ biết đồ ăn ở quán mình ăn là món gì, là lết xiềng. Kể ra mẹ thỉnh thoảng đi như này cũng là hay. Nói như là tại như bố viết lên bài. Thank you.
Tôi nhớ là chúng ta có đau. Trên ban thì đều là không có đau.